Dạ vâng, em Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em nha. Tiếp tục em phải phối ghép cho tất cả bác một cái con đáy vào cái bộ combo mà em giới thiệu cho cả bác video trước. Thì khi em đăng video lên á, thì có rất nhiều các bác thắc mắc là sử dụng con đáy nào và con đáy công suất bao nhiêu watt để ghép vào cái bộ combo là lo Wackfiren Pro là hai đôi nha bác nha. Đây em đã ghép hai đôi này và một cái sub Jubiler Control S5 này. Đó. Thì với phân khúc giá bình dân cho các bác thì cái sản phẩm mà lựa chọn tốt nhất cho các bác đó là chiếc đáy của CX1250. Đấy, 1250 nha các bác nha. Thì con này thì hiện tại bên em đang thanh lý với giá là 7.8 triệu thôi nha các bác nha. 7.8 triệu thôi. Hàng em bao riêng xịn cho các bác. Đó, nhưng mà em thanh lý cho các bác chỉ giá là chỉ 7.8 triệu, còn hàng mà đúng gọi là hàng mà bán đúng giá của nó là giá nó là 9.5 triệu nha bác nha. 9.5 triệu. Con này thanh lý cho bác giá 7.8 triệu thôi. Đó. Kết hợp với cái bộ âm thanh Bose này. Đấy, kết bộ với bộ Jubiler này, Jubiler và Wackfiren Pro á thì chỉ cần một cái con đói này thôi bác. Và nếu các bác muốn karaoke thì các bác ghép thêm một con vang, vừa karaoke vừa nghe nhạc, vừa ghép thêm một con vang và một con micro nữa nhá. Đấy, vang để chúng ta chỉnh được bass chép và chúng ta sẽ chơi nghe nhạc nó sẽ hay hơn, hoặc là karaoke. Đấy, đấy QC EX1250 thì con này có công suất là 275W ở 8 ohm và 400W ở 4 ohm. Đấy, thì nó vô tư đánh vào cái bộ sản phẩm này. Thì cái đôi Wackfiren Pro này á, thì nó công suất nó là từ 80 cho đến 160. Chúng ta sẽ cho nó là 80 là một đôi lo như thế này. Đấy, 80 với 80 là 160 nha bác nha. 160 với lại là cho nó 150 là hai đôi là 300 đi bác. Hai đôi là 300 đi. Thì còn lại 100W đối lại cái Jubiler Control S5 này một vế thì là ok nha bác nha. Đó. Vì đôi này thì nó sử dụng 2 bát 18 thôi. 2 bát 18 một vế và bên này 2 bát 18 một vế là nó sử dụng 4 bát. Thì chúng ta sẽ phân tích về cái công suất nó ra. Đó. Và em sẽ test qua chất âm của nó cũng như là cái công suất của nó, thử đánh cái độ lực của sản phẩm này nó như thế nào. Đấy. Với bộ dàn này thì các bác về ghép cho em là các bác về lắp thiết với cái không gian phòng khách tầm 35-40m² hoặc 45m², các bác chỉ việc lắp 4 quả này, 4 quả loa tay này, 4 góc phòng và ở phía dưới là một quả súp cũng như là một cái con đói như thế này. Thì em nói cho tất cả bác là các bác hát karaoke là cực kỳ lợi ý luôn. Giá nó lại rất là tốt nha bác, giá rất là tốt. Với bộ sản phẩm mà em đang giới thiệu cho các bác đây thì con đói là 7.8 triệu. Thì em nếu các bác mà mua đầy đủ hết cả bộ như thế này thì em sẽ có thể tính vơi vơi đây cho các bác là giá 7.5 triệu. Đó, 7.5 triệu con này và 12.5 triệu. 12.5 triệu là cả bộ sub Jubiler và hai đôi loa tay. Thì đúng 20 triệu luôn á nha, chẳng 20 triệu luôn. Đấy, chẳng 20 triệu luôn là các bác sở hữu ngay cái bộ combo như thế này, về chỉ còn ghép thêm con vang micro nữa là hát karaoke nghe nhạc cực kỳ là hay, bảo đảm không hay là không lấy tiền các bác. Đấy, tiếng rất là hay luôn, dòng này tiếng cực kỳ là hay nha. Em sẽ test cho các bác nghe chất âm chất nhạc như thế nào rồi thì các bác biết. Đấy.
các bác thấy là vô lâm em chỉ đỡ hướng là 12 giờ thôi nha bác nha. Vô lâm chỉ mới đỡ hướng 12 giờ thôi nha. Đây, em sẽ vặn lên thêm tí nữa cho các bác cùng nghe. Quá ok nha bác nha. Đó thì các bác có nhu cầu sử dụng những cái bộ dàn âm thanh như thế này thì alo cho em nha. Không gian phòng tầm 35-40m² đổ lại nha. Đấy, mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ trong không qua hai số điện thoại trên tấm biển màn nha. Kết bạn Zalo, Facebook số đuôi 707 để xem hình ảnh chi tiết những cái sản phẩm mà bên em lên trong video. Đấy. Rồi, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video lần sau nha.